Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với kênh Spider Room. Sau đây là bài viết Tâm lý nào khiến bạn không dám đầu tư, chiến lược đầu tư ăn chắc mặc bền trong mùa giông bão của bạn Duy Nguyễn. Mình là Summarize và hãy cùng bắt đầu nha. Lại một mùa đông nữa đã đến, năm nay chắc chắn nó sẽ lạnh hơn năm trước. Một phần cái lạnh là bởi thời tiết, phần còn lại do sự lạnh lẽo của thị trường tài chính khi các tài sản này đang chìm sâu trong chu kỳ downtrend. Đến nay, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn chưa ổn định và Việt Nam thì vẫn đang đối mặt với bài toán khó về ổn định kinh tế. Là một nhà đầu tư đã trải qua mùa đông crypto cũng như giai đoạn downtrend của thị trường chứng khoán năm 2018 cho đến 2020, mình hiểu cảm giác như ngồi trên đống lửa khi nhìn thấy tài khoản âm mỗi ngày một nhiều. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm giác tạm thời, chứ không phải là dấu chấm hết cho mọi hy vọng. Khi mình nhìn lại, mùa đông thực chất lại là mùa tuyệt vời nhất, là mùa của sự thanh lọc và tích lũy. Chỉ khi đã từng trải, bạn mới thấy mùa đông là mùa sẽ mang lại nhiều tiền nhất, chứ không phải là mùa hè hay uptrend tăng trưởng nóng. Đặc biệt với những bạn bắt đầu với số vốn nhỏ hoặc chưa vào vốn trong thị trường, giai đoạn 1-2 năm sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để tích lũy. Thế nhưng, hẳn nhiều bạn sẽ chần chừ vì nhiều lý do. Một số có thể cảm thấy chưa sẵn sàng và chưa tìm được một thời điểm thích hợp để tham gia. Số khác thì có tâm lý hơi tiêu cực với việc đầu tư, cho rằng việc đầu tư giống như đánh bạc, phụ thuộc vào may mắn là chủ yếu. Một bộ phận lại mất niềm tin vào thị trường Việt Nam khi cho rằng ở Việt Nam đầu tư chỉ toàn lùa gà. Các lý do đều có căn cứ chứ không hoàn toàn là vô lý. Chúng có xuất phát điểm chung là sự nhiễu loạn thông tin khiến cho bạn cảm thấy bị quá tải và không thể đưa ra quyết định, hoặc tạo ra các quan điểm không đúng về toàn bộ thị trường. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi bạn là một người ở ngoài ngành nhìn vào lĩnh vực đầu tư. Bạn cảm thấy đây là một lĩnh vực rất phức tạp và rủi ro bởi vì bạn thường chưa có đủ khả năng chọn lọc và kiểm định tính chính xác của thông tin. Sự thật thì việc đầu tư không phức tạp như bạn thường nghĩ, trừ khi mục tiêu của bạn là đánh bại thị trường. Để phát triển cùng thị trường, tức là đạt mức lợi nhuận trung bình xấp xỉ là 10% mỗi năm, thì bạn chỉ cần tập trung phá bỏ hai tâm lý đang cản trở hành trình đầu tư, đó là đầu tư là đánh bạc và đầu tư chỉ dành cho dân chuyên. Tâm lý phổ biến đầu tiên, đầu tư là đánh bạc với tỷ lệ rủi ro cao. Nhiều người cho rằng việc đầu tư mang lại rất nhiều rủi ro, thậm chí một số còn đánh đồng việc đầu tư với đánh bạc. Điều này là hoàn toàn hiểu được, nhất là ở Việt Nam. Mọi người thường không gọi đầu tư chứng khoán mà thường là đánh hoặc là chơi chứng khoán. Chính cái gọi này cũng đã thể hiện quan điểm nắm giữ ngắn hạn, coi việc đầu tư như một trò may rủi thay vì xem đây là một kênh để tích lũy tài sản. Tâm lý cờ bạc của các nhà đầu tư cũng có thể hiểu được bởi vì chứng khoán là nơi mà biến động giá cả diễn ra rất nhanh chóng. Trong một thị trường giá lên, cứ mỗi phiên tăng trần là các nhà đầu tư lại có thể kiếm được lợi nhuận bằng cả năm gửi tiết kiệm. Và điều ngược lại cũng đúng. Ranh giới giữa đầu tư và cờ bạc là rất mong manh. Vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt giữa đánh bạc trong thị trường và đầu tư? Một nhà đầu tư khi đưa ra quyết định sẽ đảm bảo tính logic và tính bền vững. Tính logic là khả năng bạn diễn giải lý do đằng sau quyết định đầu tư của bản thân một cách hợp lý. Tính bền vững là khả năng dự phòng cho tình huống xấu nhất để nếu nó có xảy ra thì bạn vẫn còn có cửa tiếp tục. Bất cứ rủi ro nào có thể khiến bạn mất tất cả vốn đầu tư tất tay, all in, dù mức độ lợi nhuận tiềm năng cao đến mức nào đều không xứng đáng để đánh đổi. Rủi ro hay sự biến động trong thị trường không phải là một sự trừng phạt mà là một khoản phí về mặt cảm xúc mà bạn phải trả, cụ thể là sự lo lắng và sợ hãi trước khi đạt được phần thưởng là lợi suất đầu tư. Bạn hoàn toàn có lựa chọn trả khoản phí này thấp như đầu tư vào các danh mục trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hay đơn giản là gửi tiết kiệm. Sự biến động giá có thể đáng sợ trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn thị trường luôn có xu hướng đi lên và phần thưởng bạn nhận lại sẽ rất lớn. Việc không đầu tư không có nghĩa là bạn không chịu bất cứ rủi ro gì. Một trong những rủi ro sẽ bào mòn khoản thu nhập của bạn chính là lạm phát. Ngoài ra, việc đứng ngoài thị trường cũng khiến một người phải gánh chịu một khoản chi phí cơ hội. Cụ thể, một nghiên cứu từng được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab, trong đó so sánh 5 chiến lược đầu tư khác nhau và theo dõi hiệu quả đầu tư qua 20 năm sử dụng danh mục mô phỏng chỉ số S&P 500 qua nhiều chiến lược. Chiến lược bắt đáy. Mỗi năm khi thị trường tạo đáy, nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh mua. Chiến lược mua ngay lập tức. Mỗi năm khi nhận được tiền lương, nhà đầu tư thực hiện lệnh mua. Chiến lược trung bình giá.
tiền lương mỗi năm sẽ được chia thành 12 phần bằng nhau, nhà đầu tư thực hiện lệnh mua vào đầu mỗi tháng. Chiến lược đu đỉnh, mỗi năm khi thị trường lập đỉnh, nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh mua. Chiến lược nắm giữ tiền mặt, nhà đầu tư chỉ nắm giữ tiền mặt và tăng trưởng theo lãi suất của trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Và kết quả là dù một nhà đầu tư mua đáy hay đỉnh ở mỗi năm thì kết quả cuối cùng trong dài hạn vẫn tốt hơn gấp 3 so với việc nắm giữ tiền mặt. Cá nhân mình áp dụng tổ hợp giữa chiến lược bắt đáy và chiến lược trung bình giá với khoản tiền nhàn rỗi. Đây là số tiền còn lại sau khi phải chi trả các chi phí cũng như lập quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp và phải là tiền của bản thân chứ không phải là tiền đến từ vay mượn. Nếu không đảm bảo nguyên tắc này, nếu kẹt tiền chắc chắn bạn sẽ phải bán ra để trang trải chi phí, từ đó phải chịu một khoản lỗ không hề nhỏ, đôi khi còn phải bán đáy. Nếu bạn đảm bảo được các quy tắc này, trong dài hạn, bạn gần như không thể thua trên thị trường. Chỉ là khi bạn vào vốn đúng, bạn lời nhiều, khi bạn lỡ sai, bạn lời ít. Ghi chú, đây là bộ quy tắc sử dụng cho chiến lược đầu tư dài hạn. Với chiến lược đầu tư ngắn hạn hay trading, bộ quy tắc khi quản trị rủi ro sẽ khác. Tâm lý phổ biến thứ hai, đầu tư rất phức tạp, sân chơi này chỉ dành cho dân chuyên. Về bản chất, thị trường tài chính hoạt động rất phức tạp. Tuy nhiên, để bắt đầu đầu tư thì lại không hề phức tạp. Dĩ nhiên, nếu bạn càng tìm hiểu sâu hơn về thị trường, bạn càng có nhiều sự lựa chọn, cũng như khả năng tùy biến các lựa chọn theo sở thích và khẩu vị cá nhân. Trên thị trường chứng khoán, bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình một chiến lược đầu tư từ đơn giản cho đến phức tạp, tùy theo thời gian và công sức bạn có thể bỏ ra. Một vấn đề mà rất nhiều người băn khoăn là nên đầu tư vào đâu, làm sao để chọn được công ty tốt, tiềm năng khi mà kiến thức về phân tích, đọc hiểu báo cáo tài chính còn hạn chế. Theo kinh nghiệm của mình, đơn giản nhất, bạn có thể dựa vào các báo cáo phân tích đến từ các chuyên viên để có một cái nhìn tổng quan về thị trường cũng như công ty mà bạn quan tâm. Trong trường hợp không có thời gian, cũng không muốn đọc báo cáo phân tích, vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác cho bạn. Các chứng chỉ quỹ mở có thể là một khoản đầu tư đáng xem xét. Đây là một hình thức đầu tư gián tiếp khi bạn sẽ ủy thác tiền của mình cho một quỹ đầu tư để họ phân bổ nó vào các danh mục phù hợp với tỷ lệ lớp tài sản và mức độ rủi ro như họ công bố. Mỗi chứng chỉ quỹ tại một thời điểm khác nhau sẽ có các giá khác nhau. Do đó, bạn hoàn toàn có thể áp dụng chiến lược mua giải đều để đạt được giá trung bình tốt nhất. Bên cạnh các quỹ mở thì bạn cũng có thể đầu tư vào các quỹ ETF hay là Exchange Trade Fund, mô phỏng chỉ số VN Index, VN30, VNFinLit, vân vân. Việc đầu tư vào quỹ ETF về bản chất giúp cho bạn đa dạng hóa danh mục, vì rổ chỉ số thị trường đã được mô phỏng từ rất nhiều mã cổ phiếu, cũng như giải phóng bạn khỏi việc phải hiểu biết chuyên sâu về từng mã cổ phiếu riêng biệt. Với chiến lược này, bạn đang đầu tư theo thị trường, chứ không cần phải đánh bại thị trường. Khác với các quỹ mở, nơi mà nhà quản lý quỹ sẽ chủ động lựa chọn các loại cổ phiếu dựa trên phân tích để phân bổ vào danh mục, quỹ ETF đơn thuần bao gồm tất cả các công ty trên thị trường, do đó chi phí quản lý quỹ sẽ rẻ hơn các quỹ đầu tư chủ động. Mục tiêu của các quỹ mở thường là tìm kiếm tỷ suất sinh lợi vượt trội so với thị trường, thay vì đi theo tỷ suất sinh lợi của thị trường như là quỹ ETF. Nhiều thống kê đã chỉ ra rằng trong dài hạn, 80-90% các quỹ mở không thể đánh bại thị trường. Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu của các công ty trên thị trường có thể giảm do các công ty làm ăn thua lỗ, kéo theo chỉ số VN Index giảm nếu đủ tỷ trọng. Những công ty thua lỗ quá nhiều và liên tục sẽ bị hủy niêm yết và sẽ không còn ở trong rổ chỉ số. Như vậy, đây cũng là một hình thức chọn lọc tự nhiên. Về dài hạn, chỉ những công ty nào còn đủ sức sống sót và tăng trưởng sẽ ở lại. Đó là lý do vì sao các quỹ chỉ số luôn tăng trong dài hạn. Do đó, phần lớn vốn trong thị trường chứng khoán của mình thường nằm trong các chứng chỉ quỹ. Nhờ vậy, mình có nhiều thời gian để tập trung vào công việc chuyên môn. Việc tập trung phát triển chuyên môn có thể giúp mình tăng trưởng thu nhập mỗi năm cao hơn so với đầu tư và tái tạo lại nguồn vốn dự phòng. Việc đầu tư vào thị trường chứng khoán giúp cho mình có thêm một kênh để tăng trưởng tài sản và đa dạng hóa các nguồn thu nhập. Bạn có thể thắc mắc là nếu đầu tư đơn giản đến như thế, tại sao phần đông lại mất tiền? Cơ bản, đây không phải là một chiến lược làm giàu nhanh. Bạn phải cần rất nhiều sự kiên nhẫn và kỷ luật trước khi khoản đầu tư của bạn mang lại lãi kép và tăng trưởng vượt trội. Ngay cả nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, ông chỉ trở thành tỷ phú ở sau giai đoạn tuổi 50 và 99% giá trị tài sản của ông được tạo ra sau tuổi 50. Phần đông trên thị trường không ai thích làm giàu chậm nên họ thường hành động có tính rủi ro cao để thấy có kết quả nhanh. Theo kinh nghiệm xương máu của mình, mùa downtrend mới là mùa kiếm tiền nhiều nhất. Khi vừa có một khoảng thời gian tích lũy đủ dài hàng giá rẻ mỗi khi lương về, vừa không sợ lỡ mất cơ hội, vừa có cơ hội sửa sai nếu lỡ không tuân thủ nguyên tắc.
Dĩ nhiên, một người có thể chọn cách trả phí cảm xúc thấp bằng cách mua vào những giai đoạn uptrend để không phải nhìn tài khoản âm và bị chôn vốn. Tuy nhiên, cái giá đi kèm là khả năng đu đỉnh cao hơn so với những người đã kiên nhẫn tích lũy từ trước đó, cũng như trung bình giá và khối lượng cũng không thể bằng. Về lời kết, đầu tư không thực sự rủi ro và phức tạp như phần đông vẫn nghĩ. Bạn không cần phải là một chuyên gia để có thể bắt đầu. Ngay cả với một chiến lược đầu tư thụ động, vốn rất đơn giản để thực hiện, hiệu suất đầu tư trung bình cũng đã vượt trội so với lãi suất tiết kiệm. Nếu bạn từng xem qua các chương trình Shark Tank, bạn sẽ nhận thấy một điều rằng người giàu không phải là người làm tất cả, mà là người biết khiến tiền làm việc cho mình. Các shark có thể không biết chi tiết quá trình tạo ra một sản phẩm, nhưng vẫn sẵn sàng đầu tư cho một đội ngũ founder khi thấy có tiềm năng. Khi bạn đầu tư vào một công ty, bạn đang sở hữu một phần các giá trị mà công ty tạo ra. Trong lúc bạn vẫn đang tập trung chuyên môn hay là lúc ngủ say, những khoản đầu tư của bạn vẫn đang âm thầm làm việc không ngừng nghỉ. Việc bắt đầu quá trình đầu tư từ sớm sẽ tạo cho bạn rất nhiều hiệu ứng lan tỏa tích cực. Bạn sẽ bắt đầu có thói quen tiết kiệm thay vì tiêu xài quá mức. Bạn học được nhiều kiến thức về tài chính và bắt đầu quan tâm hơn đến kiến thức kinh tế. Bạn học được cách rèn luyện tính kiên nhẫn và làm chủ cảm xúc bản thân. Đầu tư là một hành trình đầy thú vị, mở ra những cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ đến. Vậy còn lý do nào để bạn chưa đầu tư? Thì hãy cùng thảo luận trong phần bình luận bên dưới nha. Infina là nền tảng tích lũy và đầu tư được tin dùng bởi 1 triệu người với sứ mệnh giúp nhà đầu tư mới tiếp cận trực tiếp các hình thức đầu tư chính thống với đầy đủ nền tảng kiến thức thông tin để người dùng tự tin đưa ra quyết định đầu tư. Hãy tải app Infina ngay trong đường link ở phần mô tả nhé các bạn. Hy vọng là nội dung này đã hữu ích cho bạn. Nếu các bạn thích nội dung trên, đừng quên bấm like, subscribe và bấm share để giúp cho kênh Spider Room phát triển trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần gần nhất. Peace!